chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo ghi lê cho bé xinh xắn như thế này Trên thân áo thì mình có phối xen kẽ những cái họa tiết lỗ với những họa tiết hạt bắp nè Nó có thể phù hợp cho cả mùa nóng lẫn mùa lạnh ha Phần lai like áo cũng như tay áo thì mình có tạo ra những cái họa tiết như thế này Các bạn có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ Hoặc mình cũng có thể thay đổi màu cho cả bé trai lẫn bé gái Mặt sau nè cài mặt trước Đối với mẫu này thì mình sử dụng len Mew Cotton 125g cũng như là kim 3,5 hoặc là 4mm để móc Thì những bạn nào mà móc chật tay có thể sử dụng kim 4mm ha Còn những bạn nào mà móc lỏng thì có thể sử dụng kim 3,5mm móc cho phần thân áo của mình được mềm mại hơn Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Kéo sợi len dài để thành một nút đây sẽ là điểm cần tăng size đầu tiên nè Video hướng dẫn tăng size mình có để ở phần mô tả ha Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả sau đó tham khảo và mình sẽ tăng size cho phù hợp Mẫu cổ áo này thì mình sẽ làm theo công thức của mẫu áo cổ thuyền ha Tức là khi đã có số đo của bốn cạnh rồi các bạn sẽ cộng thêm cho mình 4 mũi để mình tạo bốn góc Thì đây là phần cổ của mình nè bốn cạnh của mình, mỗi cạnh nó sẽ tương đương với 15 mũi móc Và các bạn lưu ý ha, mỗi cạnh các bạn sẽ sắp xếp cho mình làm sao cho nó là số lẻ ở cạnh thân trước khi mà mỗi cạnh của mình là số lẻ thì cạnh thân trước khi chia đôi để mình tạo cài nút thì sẽ có một bên là số lẻ và một bên là số chẵn thì các bạn sẽ sắp xếp cho mình cái bên số chẵn nó thêm một mũi nữa để mình làm số lẻ ha, thêm một mũi hoặc là giảm một mũi. Tỷ lệ canh thì mình có để trên màn hình ha, các bạn có thể dựa vào đó sau đó mình sẽ tăng cho phù hợp với kích thước mà các bạn cần móc. Thì mẫu của mình khi mình cộng hết tổng số xích lại thì mình sẽ ra được tổng cộng là 64 mũi móc xích ha. 1 2 3. Lưu ý khi móc xích đầu tiên các bạn móc lỏng tay chứ đừng có móc quá chật tay nha. Khi đã hoàn tất cho mình được 63 mũi móc xích ta nối hai đầu lại nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng vừa phải cho cái phần cổ ha. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích ta đâm kim vào cái chân của cái mũi thứ 63 đó, móc một mũi kép đơn. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Và tiếp tục bỏ qua một chân móc phía dưới, móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Móc lên một xích. Bỏ qua một chân, móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc liên tục như vậy cho mình cho đến hết 7 cái chân móc xích đầu tiên là một nửa của cạnh thân trước ha cứ bỏ qua một chân sau đó móc mũi kép đơn vào chân kế bên móc lên một xích thì khi hoàn tất mình sẽ có được cái cạnh thân trước này hoàn tất được một nửa của cạnh thân trước rồi nè mẫu của mình nó sẽ làm theo công thức của họa tiết cổ thuyền nên mỗi góc của mình nó sẽ có một chân móc để mình tạo góc và lưu ý ha ở mỗi cạnh thì mình sẽ cách một chân móc để mình móc mũi kép đơn các cái mũi kép đơn thì nó sẽ cách nhau là một xích còn từ cái cạnh đến cái phần góc á, thì các bạn móc cho mình luôn vào cái chân móc kế bên chứ mình không có cách mũi nha Thì lúc này cái chân móc thứ 8 này là cái chân móc mình tạo góc, móc cho mình vào đó một mũi kép đơn Lên một mũi móc xích và tiếp tục một mũi kép đơn vào cũng cái chân móc đó luôn Thì cái chân móc thứ 8 là chân mình tạo góc, nó sẽ tạo ra được một cái góc như thế này ha Một kép, một xích và một kép nè từ góc này cho đến cái cạnh tiếp theo nè Thì khoảng cách giữa góc với cạnh mình sẽ không cách cái chân móc Mỗi cái mũi kép đơn khi mình móc lên các bạn nhớ móc lên một mũi móc xích nữa nè. Sau đó cạnh tiếp theo thì mình sẽ không cách mũi với cái góc nha, móc vào chân kế tiếp một kép đơn luôn. Và từ cái chân móc mình móc mũi kép đơn này cho đến các chân móc kế tiếp thì mỗi cạnh của mình là 15 mũi. Các bạn cứ móc cho mình cách chân nè, cách một chân sau đó chân kế tiếp một kép đơn. Móc lên một kép đơn thì nhớ móc lên một xích, sau đó cách một chân và móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn. Lặp tương tự như vậy cho mình cho đến hết 15 chân của cạnh vai. Thì khi hoàn tất mình sẽ tạo ra được cái cạnh như thế này ha 15 chân móc sẽ tạo ra được cái họa tiết này Thì từ cái mũi kép đơn cuối cùng mà mình móc với cái mũi kép đơn đầu tiên Cách cái phần góc nè Thì mình sẽ có được 15 chân ha Tạo ra cái cạnh vai Từ cạnh vai cho đến góc Thì cái khoảng cách cạnh vai với góc mình sẽ không cách chân móc ha Cứ mỗi mũi kép đơn thì cứ lên một xích nè sau đó đến góc thì mình sẽ móc vào cái chân sát với cái mũi mà mình móc cạnh vai nè móc vào đây cho mình một kép một xích và một kép để mình tạo góc thì như vậy là mình sẽ có được cái góc thứ hai nằm ở vị trí này và nhớ ha khoảng cách giữa góc với cạnh nó sẽ không cách chân móc hoàn tất được góc rồi cứ tiếp tục móc lên một xích sau đó từ chân móc sát với phần góc này các bạn sẽ móc cho mình một kép một xích và một kép mũi kép thì nhớ cách chân móc ha móc cho mình cái cạnh thân sau sẽ có 15 chân móc một kép vào chân đầu tiên nè, móc lên một xích, bỏ qua chân thứ hai, móc vào chân thứ ba một kép. Lên một xích và làm tương tự cho mình cho đủ 15 chân của cạnh thân sau ha. Thì mình sẽ có được cạnh thân sau ở đây. Lên một xích nè. Chân thứ 15 của cạnh thân sau móc một mũi kép đơn, là chân cuối cùng của cạnh thân sau rồi ha. Móc lên một xích từ cạnh thân sau cho đến góc thì cũng tương tự như các cạnh bên kia nè Từ cạnh cho đến góc thì sẽ không cách chân móc ha Móc lên một mũi móc xích sau đó chân móc sát bên cái mũi kép mà mình vừa móc nè Móc vào đó một cái góc gồm một kép, một xích và một kép Thì ta sẽ tạo ra được cái góc thứ ba ha Hoàn tất góc thứ ba rồi tiếp tục 15 chân kế tiếp mình sẽ móc cái cạnh vai Cứ móc lên một xích nè Chân móc kế bên tức là góc với cạnh thì mình sẽ không cách chân móc ha móc sát vào cái chân đó luôn một kép đơn sau đó móc lên một xích và tiếp tục từ chân móc này đến các chân móc kế tiếp thì cứ cách một chân móc móc một mũi kép đơn móc mũi kép đơn rồi thì cứ lên một xích ha móc tương tự cho mình cho hết 15 chân của cạnh vai khi hoàn tất được cạnh vai là có 15 chân móc hoa tạo ra được các cái mũi như thế này thì tiếp tục móc lên một xích Khoảng cách giữa cạnh cho đến góc mình sẽ không cách chân nè, mà móc sát vào cái chân này luôn, một kép một xích và một kép để tạo góc. Thì ta sẽ có được góc thứ tư là góc cuối cùng ha. Các chân móc còn lại sẽ là một nửa của cạnh thân trước ha. Do mỗi cạnh của mình là số lẻ nên khi chia đôi ra cạnh thân trước của mình nó sẽ có một bên là số lẻ và một bên là số chẵn thì phân số chẵn mình sẽ cộng thêm một mũi hoặc là bớt một mũi ha thì phần cạnh của mình mình có cộng thêm một mũi bên số chẵn cho nên cái số mũi móc cuối cùng nó sẽ là chín mũi nó cũng tạo ra số lẻ ha thì cái việc mà mỗi cạnh các bạn áp dụng cho mình là số lẻ thì khi mà điểm đầu tiên mình móc kép đơn thì điểm cuối cùng của cạnh đó cũng là mũi kép đơn ha nó sẽ về lại cái vị trí ban đầu chân cuối cùng nè cũng móc một kép đơn ta sẽ hoàn tất được cái hàng đầu tiên cho phần cổ nè khi mà mình gặp cái phần cổ lại thì mình sẽ tạo ra được một cái họa tiết cổ vuông như thế này tổng cái mũi xích này ha cộng lại nó sẽ có cái độ rộng vừa phải cho phần cổ khoảng cách để tạo khoảng trống giữa các cạnh thì cứ cách chân móc mình sẽ móc mũi kép đơn móc mũi kép đơn thì lên một xích còn khoảng cách giữa cạnh với góc thì mình sẽ không cách chân móc nha đây là cái phần cài nút ở phía trước nè Mình có chia đôi ra thì mỗi bên Một bên là số lẻ và một bên là số chẵn Thì bên số chẵn cộng hoặc là trừ thêm một mũi Để nó thành số lẻ ha Thì khi sắp xếp mỗi cạnh là số lẻ như vậy Điểm đầu tiên của mình móc mũi kép đơn Thì điểm cuối cùng của cạnh đó cũng móc mũi kép đơn ha Ta sẽ hoàn tất được phần cổ Thì bây giờ mình sẽ móc cái hàng tiếp theo Móc lên hai mũi móc xích Sau đó quay ngược đầu móc lại Khi quay ngược đầu móc thì mình sẽ có chân móc của mũi kép đơn và chân móc của mũi móc xích nè. Thì các bạn cứ móc cho mình vào chân móc của mũi kép đơn nha. Mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi kép đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Chân của mũi kép đơn thứ hai cũng móc một mũi kép đơn, tức là mình sẽ móc vào các cái chân móc của mũi kép đơn chứ không móc vào chân của mũi móc xích nha. Cứ hoàn tất mũi kép đơn thì móc lên một mũi móc xích. Sau đó chân kế tiếp móc một mũi kép đơn các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến góc đầu tiên mà ta gặp ha chân của mũi kép đơn nè móc mũi kép đơn lên một xích tiếp tục ha chân kế bên móc mũi kép đơn lên một xích thì khi mình đã móc được cái họa tiết này cho đến cái góc mà mình gặp thì cái góc nó sẽ là cái mũi một kép một xích và một kép được móc vào cùng chân móc thì cái góc này các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc của mũi kép đầu tiên móc vào đó một mũi kép đơn sau đó khoảng trống này mình móc góc và chân cuối cùng móc kép đơn ha đây thì chân đầu tiên một kép đơn nè cứ nhớ móc kép đơn thì cứ lên một xích nha sau đó khoảng trống giữa cái góc này nè thì cái khoảng trống này móc cho mình một kép một xích và một kép và ngược lại ha còn lại một chân cuối cùng của góc đó thì móc vào cái chân móc đó một mũi kép đơn cứ nhớ ha, móc lên một kép thì phải lên một mũi móc xích nha. Ta sẽ có được góc đầu tiên cho cạnh thứ hai. Một kép vào chân móc, một góc vào khoảng trống và một kép vào chân móc. Hoàn tất được cái góc đầu tiên rồi thì tiếp tục sẽ đến cái cạnh vai ha. Thì cạnh vai các bạn sẽ làm tương tự như cạnh trước, móc lên một xích, mình sẽ móc liên tiếp vào các cái chân móc của mũi kép đơn. Mỗi chân móc một mũi kép đơn và nhớ cách làm một mũi móc xích ha. Kép đơn nè, lên một xích nè, chân của mũi kép đơn móc mũi kép đơn nè. Lên một mũi móc xích và làm tương tự cho mình cho đến góc thứ hai. Sau khi móc được đến cái góc thứ hai nè thì góc của mình nó sẽ là một kép, một xích và một kép được móc vào cùng một chân móc phía dưới. Thì cái góc này mình sẽ móc vào chân móc khoảng trống và chân móc ha. Thì chân móc móc một mũi kép đơn. Lên một xích. Khoảng trống giữa cái góc đó móc một kép, một xích và một kép để mình tạo góc. Và chân móc cuối cùng móc vào cái chân móc một mũi kép đơn ha thì mình sẽ có được cái góc thứ hai của cái hàng thứ hai. Hoàn tất được góc rồi thì các cạnh sẽ làm tương tự ha, móc vào các cái chân móc của mũi kép đơn nè, làm tương tự cho mình cho đến hết hàng. Sau khi đã hoàn tất được hàng móc thứ hai thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ ba cũng làm tương tự như hàng thứ hai ta sẽ móc vào các cái chân móc của mũi kép đơn mỗi chân móc một mũi kép đơn và mũi kép đơn sẽ cách nhau là một mũi móc xích chân kế bên ha mũi kép đơn và làm tương tự cho mình cho đến góc đầu tiên của hàng thứ ba lúc này góc của mình nó cũng là một kép một xích và một kép được móc vào khoảng trống ở phía trên ha cùng một khoảng trống ở phía trên. Tương tự như các góc ở bên trên thì cái góc này mình cũng móc vào chân móc một mũi kép đơn. Lên một xích. Khoảng trống của cái góc đó móc một kép một xích và một kép. Để mình tạo ra được một góc ha. Sau đó tiếp tục sẽ là chân của cái góc ở phía dưới đó, còn lại một chân thì cái chân đó sẽ móc một mũi kép đơn vào chân móc thì ta sẽ hoàn tất được góc đầu tiên của hàng thứ ba nè các cạnh tiếp theo thì sẽ làm tương tự như các cạnh bên trên mỗi chân móc của mũi kép đơn thì ta sẽ móc một mũi kép đơn cách nhau là một xích sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi các bạn gặp cho mình cái phần cổ áo lại những bạn nào mà cứ móc tương tự cho mình cho một họa tiết của phần áo thôi thì cứ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy ha còn đối với những bạn nào mà muốn thay màu để mình tạo ra những cái họa tiết hạt bắp cho cái phần thân áo của mình nó có điểm nhấn hơn á thì ở đây khi mình móc 3 hàng móc tạo khoảng trống rồi, hàng kế tiếp thì mình sẽ tạo cái họa tiết hạt bắp. Để tạo họa tiết hạt bắp thì thay cho mình màu len khác vào. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Mình có thể đâm kim vào một trong hai đầu của cái hàng mà mình đang móc ha. Ở đây mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Kéo nút vừa tạo qua chân móc để tạo họa tiết hạt bắp nè. Các bạn móc lên hai mũi móc xích. Ta sẽ lấy len lên trên kim. Đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa đâm kim luôn. Vào cái chân móc đầu tiên luôn á ha. Thì thay vì ở các hàng phía dưới mình móc mũi kép đơn thì bây giờ mình sẽ móc hạt bắp. Lấy len và đâm kim vào chân móc nè. Kéo len, lúc này các bạn sẽ kéo cho cái sợi len của mình nó bằng với hai mũi xích. Tiếp tục lấy len lần thứ hai, đâm kim vào chân móc kéo lên và kéo dài lên cho bằng ha lần thứ ba đâm kim kéo lên kéo cho bằng sau đó kéo qua hết các đường trên kim ta được một họa tiết hạt bắp nè móc lên một xích để khóa mũi tiếp tục di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn thứ hai móc vào đây cho mình một họa tiết tương tự để có thể phân biệt được điểm đầu tiên của hàng móc này sử dụng kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân móc đầu tiên của cái họa tiết hạt bắp đầu tiên này ha Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân của mũi kép đơn thứ hai, mình sẽ làm một hạt bắp tương tự. Lấy len lần thứ nhất nè, đâm kim vào cái chân móc đó. Kéo lên và kéo cho cái sợi len của mình nó ngang bằng với cái mũi đầu tiên. Lấy len lần thứ hai và lần thứ ba. Sau đó kéo len qua hết các đường trên kim. Móc lên một xích khóa mũi. Ta được hạt bắp thứ hai. Tiếp tục đâm kim vào chân của mũi kép đơn kế tiếp ha. Mỗi chân thì các bạn cứ làm tương tự cho mình nè lấy len lần lượt 3 lần liên tiếp mỗi lần thì nhớ kéo len cho bằng với các cái hạt bắp ban đầu ha sau đó kéo qua hết các đường trên kim và móc lên một mũi móc xích các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cái góc đầu tiên mà ta gặp ha mỗi chân thì cứ lấy len 3 lần liên tiếp móc vào đó một hạt bắp tương tự cho đến góc nè Sau khi móc cho mình các cái mũi hạt bắp cho đến góc nè thì góc các bạn cũng làm tương tự cho mình như các cái hàng bên trên. Thì thay vì mình móc mũi kép đơn, các bạn sẽ móc cho mình họa tiết hạt bắp. Mình sẽ đổi cách móc thôi ha. Thay vì móc mũi kép đơn thì mình sẽ móc mũi hạt bắp. Tại ở góc thì chân móc đầu tiên móc hạt bắp, khoảng trống cũng móc cho mình hai hạt bắp ha. Thì hạt bắp ở khoảng trống móc vào một hạt bắp đầu tiên. lên một xích và tiếp tục một hạt bắp thứ hai vào cũng cái khoảng trống đó luôn lần lượt lấy len ba lần liên tiếp ha kéo len qua hết các đường trên kim móc lên một xích sau đó còn lại một chân cuối cùng của cái góc đó thì cái móc vào cái chân móc một hạt bắp ha lấy len lần lượt ba lần nè sau đó kéo qua hết các đường trên kim và móc lên một mũi móc xích làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng thì ta sẽ có được hàng hạt bắp như thế này thì nó cũng dễ thôi ha thay vì móc mũi kép đơn thì các bạn móc hàng hạt bắp là được móc đến hạt bắp cuối cùng thì móc lên hai mũi móc xích sau đó kéo dài sợi len và cắt len thì mình sẽ chốt được cái hàng hạt bắp ha khi hoàn tất được hàng hạt bắp rồi nè, đây là mặt phải của hàng hạt bắp. Nhớ cho mình cái điểm đầu và điểm cuối của hàng hạt bắp ha. Sau đó lấy cái sợi len màu xanh nhạt nè, lúc này mình không có cắt len của màu xanh nhạt nha. Mà ta quay ngược đầu móc lại. Khi móc lên hai xích rồi mình sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên của cái hạt bắp này nè. Đây là cái hạt bắp thôi thì chân móc của nó sẽ là cái chân này. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Và mình móc vào đó một mũi giờ để mình bắt đầu hàng tiếp theo ha. Đây, đâm kim vào chân móc, móc một mũi dời. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Sau đó mình sẽ làm tương tự như các hàng bên trên, mình sẽ đổi lại là mũi kép đơn nha. Và mũi kép đơn của mình cứ đâm kim vào các cái chân móc của cái hạt bắp á. Thay vì móc hạt bắp thì bây giờ mình sẽ đổi lại là mũi kép đơn. Chân móc tiếp theo nè, móc mũi kép đơn. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho phần góc luôn ha. Ở đây mình sẽ móc 3 hàng móc họa tiết sau đó sẽ tạo một hàng hạt bắp. Thì cái hàng hạt bắp phía trên này các bạn sẽ xác định cho mình mặt phải của hàng hạt bắp, tức là cái điểm đầu tiên mà mình đánh dấu ở đây nè. Hàng hạt bắp thứ hai mình cũng bắt đầu móc theo cái chiều này luôn ha. Các bạn cũng tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Ta cũng đâm kim vào cái chân móc đầu tiên theo cái chiều của hàng hạt bắp đầu tiên luôn ha. Thì đây là cái chiều này Các bạn sẽ đâm kim và mình vào cái chân móc cuối cùng của cái hàng mà mình móc Kéo dài cái sợi len ra Mình sẽ không cắt len nha Mà kéo dài để giữ mũi nè Đâm kim vào chân đầu tiên Kéo nút vừa tạo qua chân móc Hạt bắp đầu tiên thì móc lên hai mũi móc xích Sau đó lần lượt lấy len 3 lần trên kim và đâm vào chân đầu tiên đó Tạo một hàng hạt bắp ha Lần thứ nhất Lần thứ hai Lần thứ ba Sau đó kéo qua hết các đường trên kim móc lên một mũi móc xích tiếp tục làm tương tự cho các chân còn lại tạo ra hàng hạt bắp thứ hai phần góc thì mình cũng làm tương tự như hàng hạt bắp đầu tiên luôn nha thay thế mũi kép đơn bằng mũi hạt bắp các bạn sẽ làm xen kẽ cho mình tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình gặp cái phần cổ áo lại nè ở đây mình sẽ có 3 cách để mình nối nách nè Cách đầu tiên là sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc, sau đó các bạn sẽ xác định cho mình số đo phần vai ở size các bạn cần móc là bao nhiêu. Thì cái số đo ngang vai mình có để ở phần mô tả ha. Khi xác định được số đo ngang vai rồi các bạn sẽ tăng cho mình thêm nhiều hàng móc cho đến khi ta đo được cái bề ngang ở bên trên này bằng với cái kích thước của phần vai ở size các bạn cần móc là được. Tiếp tục xác định cái số đo vòng ngực ở size các bạn cần móc là bao nhiêu, sau đó mình lấy một nửa số đo vòng ngực đó các bạn sẽ đo cho mình cái bề ngang ở phía dưới nách hai cái góc mà mình tạo ở đây nè. Lúc này bề ngang ngực của mình nó đang nhỏ hơn so với số đo vòng ngực. Các bạn sẽ canh cho mình ra nó bằng một nửa của vòng ngực nè. Thì khi mình nối nách mình sẽ tạo cái xích sao cho khi mình gặp đôi lại nó sẽ có được cái kích thước như thế này ha. Đây sẽ là cách đầu tiên đối với cách thứ hai thì những bạn nào mà muốn cho cái phần vai của mình nó to hơn so với bề ngang vai ở xa các bạn móc thì các bạn chỉ cần xác định cho mình số đo vòng ngực sau đó mình sẽ lấy một nửa số đo vòng ngực mình sẽ đo ở hai cái góc mà mình có ở đây sao cho nó bằng một nửa số đo vòng ngực là được sau đó mình sẽ nối nách ha thì đây sẽ là cách thứ hai còn cách thứ ba sẽ là cách mình đang làm nè các bạn sẽ dung hòa cho mình giữa cái bề ngang vai với bề ngang phần ngực sau đó mình sẽ lấy số đo gần tương đương ha Ngang vai thì mình sẽ tăng một tí để phần ngực khi mình nối lại nó không có bị quá nhiều ha Ta quay ngược đầu móc lại Lúc này các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn Cách nhau là một mũi móc xích Móc cho đến cái góc đầu tiên mà ta gặp Sau khi đã móc được một nửa cạnh trước cho đến góc mà mình gặp nè thì cái góc của mình cũng là một kép, một xích và một kép được móc vào cùng một khoảng trống. Thì các bạn cũng móc cho mình vào cái chân của mũi kép đầu tiên ở góc đó, móc vào một mũi kép đơn trước. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Và tiếp tục cái khoảng trống của cái góc phía dưới thì khoảng trống đó móc cho mình một mũi kép đơn. Từ đây mình sẽ gây nên một dây móc xích làm sao cho khi mình gặp đôi lại thì nó sẽ bằng được cái bề ngang mà mình vừa chia phần nách đó thì mẫu này mình sẽ móc lên tổng cộng là 7 mũi móc xích. Và lưu ý khi mình gây nên xích, các bạn sẽ gây nên cho mình cái số xích làm sao cho nó là số lẻ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có được 7 mũi nè, mình gặp lại thì cái khoảng mà mình có ở đây nó sẽ bằng với cái số đo mà mình vừa đo ở phần ngực ha sau đó di chuyển kim đến cái khoảng của cái góc thứ hai nè thì cái khoảng của cái góc đó các bạn cũng móc cho mình vào chính giữa của cái khoảng đó một mũi kép đơn nó tương tự như cái góc đầu tiên á thì móc lên một xích nè sau đó chân thứ hai của cái góc này móc một mũi kép đơn lên một xích ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để mình luồn cánh tay vào ha tiếp tục làm tương tự cho mình cho đến cái góc thứ ba cứ đâm kim vào chân của mũi kép đơn móc vào mũi kép đơn khi móc hoàn tất mũi kép đơn thì cứ móc lên một xích ha sau đó làm tương tự cho đến góc thứ ba đến góc thứ ba thì các bạn cũng nối với góc thứ tư tương tự như hai góc đầu tiên nè mình sẽ tạo ra được cái khoảng trống để luôn cánh tay khi hoàn tất được cái hàng móc nối nách thì mình gặp cái phần thân áo lại cái xích mà mình luồn ra nè cái xích mà mình móc thêm á thì khi mà mình đo bề ngang hai cái khoảng trống xích mà mình vừa gặp lại ha khi mình đo lại nó sẽ bằng một nửa số đo vòng ngực ở sai các bạn cần móc thì như vậy là mình đã đo được hoàn tất phần size nối nách được hoàn tất rồi ha bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới các bạn tiếp tục móc lên hai xích và mình sẽ móc một nửa cạnh thân trước đến cái xích mà mình nối nách nè thì lúc này cái khoảng trống xích mà mình nối nách mình có sắp xếp cho nó là số lẻ nên các bạn cứ cách cho mình một chân mình sẽ móc mũi kép đơn ha. Ở đây mình có 7 mũi nè thì bỏ qua cái chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai mũi kép đơn. Tiếp tục lên một xích. Bỏ qua chân thứ ba, móc vào chân thứ tư mũi kép đơn. Lên một xích. Bỏ qua chân thứ năm, móc vào chân thứ sáu mũi kép đơn. Lên một xích, bỏ qua chân thứ bảy thì lúc này cái chân kế tiếp sẽ là cái chân ở phần thân sau ha là cái chân của mũi kép đơn đầu tiên ở phần thân sau nè móc vào chân móc đó một mũi kép đơn thì như vậy là cái phần nách của mình khi móc nó sẽ hoàn tất như thế này ha là số lẻ nè tạo ra những cái khoảng trống như thế này móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó các bạn cứ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa khi hoàn tất được 3 hàng tạo khoảng trống thì hàng thứ tư mình sẽ tạo họa tiết hạt bắp Chiều móc của các hàng hạt bắp thì các bạn sẽ làm tương tự giống như các hàng bên trên để cho các cái mặt phải của hàng hạt bắp nó sẽ nằm ở mặt phải của sản phẩm nha. Móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được chiều cao từ phần vai cho đến cái hàng mình tăng cuối cùng bằng chiều cao của toàn bộ phần thân áo ở sai các bạn cần móc là được ha. Chiều cao này mình cũng có để ở phần mô tả ha. Sau khi đã hoàn tất cho mình được chiều cao của phần thân áo nè, từ phần vai cho đến hàng mình móc cuối cùng thì bây giờ mình sẽ viền lại và tạo cái khoảng trống để cài nút luôn ha. Để viền lại thì mình sẽ viền ở cái phần cài nút trước, phần lai cài nút trước ha. Từ cái chân móc cuối cùng mà mình kết thúc ở phía dưới này nè. Mình sẽ viền ở mặt phải của sản phẩm. Móc lên một xích. Chân của mũi kép đơn cuối cùng mà mình móc, móc vào cái chân móc đó một mũi kép đơn. Lúc này để ý cho mình ở cái hàng móc phần lai cài nút này mình sẽ có thân chân móc, chân móc thân chân móc, chân móc, thân chân móc và chân móc xen kẽ lẫn nhau chứ không có liên tiếp các cái chân móc. Thì các bạn cứ móc cho mình vào các chân móc nha. Chứ đừng có móc vào thân chân móc để cho phần viền của mình nó đẹp hơn. Thì mình cứ đâm kim lần lượt vào các chân móc. Mỗi chân móc như thế này mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Đây là chân đầu tiên ha, móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn khi móc mà thấy những cái sợi len thừa các bạn móc nhớ giấu vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cái đầu phần cổ phía trên ha Sau khi viền được đến cái phần cổ phía trên nè, ta sẽ có được một hàng móc viền. Đâm kim vào cái chân cuối cùng của cái hàng viền này, móc một mũi móc đơn. Ta hoàn tất được hàng viền đầu tiên nè. Thì ở cái phần lai cài áo, mỗi phần các bạn sẽ viền cho mình ba hàng móc ha. Móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại. Lúc này hàng móc của mình đang viền theo chiều từ trên cổ xuống dưới nè, thì từ trên cổ xuống dưới cái hàng viền thứ hai này các bạn tạo cho mình những cái khoảng trống để cài nút. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Khi có được hai mũi móc đơn mỗi chân rồi thì cái khoảng kế tiếp mình sẽ tạo một khoảng trống để mình cài nút. Tùy vào size nút mà các bạn sử dụng các bạn sẽ móc lên cho mình cái xích phù hợp. Đối với phần nút của mình khoảng tầm gần 2 cm nên mình sẽ móc lên hai mũi móc xích. Thì hai mũi móc xích này sẽ tương đương với hai chân móc phía dưới ha, ta sẽ bỏ qua hai chân và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Mình sẽ tạo ra được cái khoảng trống để mình cài nút từ khoảng trống này đến khoảng trống kế tiếp tùy vào các bạn phân bổ nút mà các bạn sẽ móc cho mình cái khoảng cách cho phù hợp ha mẫu này mình sẽ cách khoảng tầm 10 mũi móc đơn để mình tạo cái khoảng tiếp theo ha mình có mũi móc đơn đầu tiên rồi nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy mũi móc đơn thứ tám móc đơn thứ chín và mũi móc đơn thứ 10. Có được khoảng cách 10 mũi móc đơn rồi vị trí kế tiếp sẽ tạo một khoảng trống tương tự, móc lên hai mũi móc xích. Sau đó ta sẽ bỏ qua hai chân móc và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Mình sẽ tạo ra được cái khoảng trống thứ hai ha, cách khoảng trống thứ nhất là 10 mũi móc đơn. Tiếp tục làm tương tự cho các khoảng còn lại cho đến cuối. Mỗi khoảng thì sẽ cách nhau là 10 mũi móc đơn ha, ta sẽ móc 10 mũi liên tiếp nè. Mũi thứ hai, mũi thứ ba, sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho đến hết hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng tạo những cái khoảng trống để cài nút như thế này rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Ta quay ngược đầu móc và kết thúc cái phần viền đầu tiên này bằng hàng móc thứ ba ha. Lúc này mình đã có những cái khoảng trống rồi nè. Thì các bạn sẽ viền cho mình từ cái phần dưới đi lên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Điền cho mình cho đến cái khoảng trống cài nút đầu tiên mà mình gặp ha. Các bạn sẽ để ý cho mình, đây là cái khoảng trống cài nút mà mình gặp đầu tiên nè. Thì nó sẽ có hai mũi móc xích và hai mũi móc đơn ở hai phía bên nè. Thì bốn cái mũi này mình sẽ móc luôn vào cùng cái khoảng trống đó ha. Đây, cái chân móc đầu tiên thì mình bỏ qua nè, móc luôn vào cái khoảng trống, một mũi móc đơn. Vào cái khoảng trống xích nha. Sau đó hai mũi móc xích thì tiếp tục móc hai mũi móc đơn thay thế nè kế tiếp sẽ là mũi móc đơn ở phía ngoài thì mình sẽ móc luôn vào khoảng trống đó ha. Như vậy là khoảng trống này mình sẽ có tổng cộng là 4 mũi móc đơn, giúp cho cái phần khoảng trống của mình nó lộ rõ hơn ha, khi cài thì dễ dàng hơn nè. Chân móc kế tiếp thì mình vừa móc mũi móc đơn vào khoảng trống rồi, Ta sẽ không móc vào chân kế tiếp mà móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Các bạn sẽ viên lần lượt tương tự cho mình cho các khoảng còn lại cho đến cuối luôn ha mỗi khoảng đó thì mình cứ móc 4 mũi móc đơn mình sẽ dồn lại 2 mũi móc đơn thay cho hai mũi móc xích và 2 mũi móc đơn ở hai bên đây mũi móc đơn sát bên cái khoảng trống nè hai mũi móc xích và mũi móc đơn ở phía ngoài này 4 mũi mình sẽ móc luôn vào khoảng trống móc vào khoảng trống này 4 mũi móc đơn để cho khoảng trống của mình nó lộ rõ hơn ha chân kế tiếp sẽ là cái chân của mũi móc đơn mà lúc này mình đã móc vào khoảng trống rồi thì không móc vào chân kế tiếp này móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn sau đó móc tương tự cho đến hết hàng ban đầu mình móc hai mũi móc đơn sau đó mới tạo khoảng trống thì cái mũi móc đơn thứ hai mình đã móc mũi móc đơn vào khoảng trống rồi thì mình sẽ còn lại một chân móc ha móc vào chân móc cuối cùng một mũi móc đơn như vậy là ở cái hàng viền lai đầu tiên mình sẽ có ba hàng móc và đã tạo được cái khoảng trống cài nút rồi Bây giờ mình sẽ viền ở cái phần cổ áo. Phần cổ áo lúc này nó sẽ có những cái khoảng trống của các cái mũi kép đơn nè. Thì các bạn cứ lần lượt móc lên một mũi móc xích, cái chân cuối cùng mà mình vừa móc mũi móc đơn, móc tiếp một mũi móc đơn để tạo cái góc. Sau đó chân kế tiếp là chân của hàng mũi móc đơn thứ hai ở phần viền, móc tiếp một mũi móc đơn. Kế bên sẽ là những cái khoảng trống mà mình tạo nè, mình tạo họa tiết thì cứ mỗi khoảng trống như thế này ở khoảng trống đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn sau đó móc lên 3 mũi móc xích để mình tạo một họa tiết ở đây ha móc lên 3 mũi móc xích nè sau đó mình đâm kim xuống cái đường móc phía ngoài của cái chân mũi móc đơn mà mình vừa móc và cái đường nằm phía ngoài theo cái sát mặt mà mình đang móc nè đồng thời đâm kim vào cái đường móc à, kế bên này của mũi móc đơn ha ta có hai cái đường móc như thế này móc vào đây cho mình một mũi dời tạo ra được một họa tiết sau đó móc tiếp vào cái khoảng trống mà mình vừa móc một mũi móc đơn nữa như vậy là khoảng trống đầu tiên mình sẽ tạo ra được cái họa tiết như thế này khoảng trống thứ hai các bạn móc cho mình hai mũi móc đơn khoảng trống thứ ba sẽ móc một họa tiết tương tự như khoảng đầu tiên tức là mình sẽ có một khoảng tạo họa tiết và một khoảng móc bình thường ha móc họa tiết thì lên 3 xích nè đâm kim vào hai cái đường móc như thế này móc vào mũi dời sau đó móc tiếp một mũi móc đơn khoảng kế bên sẽ móc hai mũi móc đơn ha thì những cái họa tiết của mình sẽ cách nhau một khoảng móc tương tự cho mình cho đến hết một khoảng thì mình sẽ móc hai mũi móc đơn còn khoảng kế tiếp thì tự tạo họa tiết đối với cái phần góc mà mình tạo ở cái phần cổ á thì cái phần góc này mình sẽ có ba chân móc liên tiếp với nhau chứ không có khoảng trống thì ở hai cái khoảng giữa mũi kép đơn với cái góc này nè các bạn sẽ móc cho mình vào chính giữa của những cái mũi này ha để mình tạo cái họa tiết sau khi viên cho mình hết phần cổ áo thì đến phần lai còn lại mình cũng viên ba hàng móc tương tự như ba hàng móc viên ở lai phía bên kia ha nhưng mà mình sẽ không có tạo khoảng trống để cài nút thì mặt này mình đã tạo khoảng trống rồi ha Mặt kế bên mình sẽ may cái phần nút ở bên này Để tương đương với những cái khoảng trống đó Thì các bạn sẽ móc cho mình một hàng mũi đơn đi xuống Sau một hàng mũi đơn đi lên Và tiếp tục một hàng mũi đơn đi xuống Mình sẽ có ba hàng móc viên như thế này Khi viền được cái phần lai này rồi Thì mình sẽ tiếp tục viền cái phần lai phía dưới Thì phần lai phía dưới tương tự giống như cái phần cổ áo nè một khoảng các bạn sẽ móc hai mũi móc đơn còn một khoảng thì mình sẽ tạo họa tiết ha móc tương tự cho mình cho các cái khoảng còn lại cho đến cuối ta sẽ có được cái phần thân áo như thế này. Khi hoàn tất được toàn bộ phần thân áo rồi, bây giờ mình sẽ viền lại cánh tay. ở đây phần cánh tay của mình nè, mình sẽ có được cái hàng viền tương tự như phần lai luôn hả. thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viền phần tay áo. mình sẽ chọn một khoảng trống bất kỳ. lúc này mình sẽ có những cái khoảng trống ở phần mà mình móc xích tạo phần nách nè. Ở phía trên này mình sẽ có những cái khoảng trống tạo họa tiết và sát đây nó có một cái thân của mũi kép đơn ha. Thì mình cứ lần lượt móc vào thân nè, sau đó là khoảng trống ha. Tạo cho mình những cái họa tiết tương tự. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một nút trước. Sau đó đâm kim vào một khoảng trống bất kỳ. Mình sẽ đâm kim ở phần nách ha. Một khoảng trống bất kỳ. Sau đó kéo nút vừa tạo qua khoảng trống. Móc lên một mũi móc xích khoảng trống đầu tiên này nè móc một mũi móc đơn sau đó lên 3 mũi móc xích để tạo họa tiết đâm kim vào đường bên ngoài của cái chân móc đơn đó với cái đường nằm ngang này móc một mũi dời tiếp tục khoảng trống đó móc thêm một mũi móc đơn ta sẽ có được họa tiết đầu tiên khoảng trống thứ hai mình sẽ móc hai mũi móc đơn khi móc nhớ dấu lên thừa ha khoảng thứ ba tiếp tục tạo họa tiết và các bạn sẽ viên tương tự cho mình cho đến hết khoảng thứ ba tạo họa tiết nè tiếp tục khoảng thứ tư nó sẽ là cái thân của mũi kép đơn mà mình nối phần nách với phần tay á thì cái khoảng đó các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân của cái mũi kép đơn đó ha mình sẽ làm tiếp tục xen kẽ nè thì lúc này mình đã móc họa tiết rồi thì cái thân này mình sẽ móc hai mũi móc đơn sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các cái khoảng ở phần cánh tay mình sẽ viền tương tự cho đến hết Khi hoàn tất cho mình được phần tay áo rồi thì mình sẽ hoàn tất được toàn bộ phần thân áo ha. Phía trước nè, ba hàng móc mà mình móc liền để phần viền lai áo cài nút á, các bạn sẽ may cho mình những cái hạt nút tương đương với những cái vị trí mình tạo khoảng trống cài nút. Sau đó mình sẽ cài lại. Mặt trước của phần thân áo các bạn có thể trang trí cho mình những cái họa tiết nhỏ lên phía trước ha, cho phần thân áo của mình được đẹp hơn. Ta sẽ hoàn tất được một mẫu áo ghi lê xinh xắn như thế này. Mẫu này các bạn có thể thay đổi màu phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái hoặc có thể tăng giảm size cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.